Nhiều năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đầu tư các dự án tái định cư, giãn dân ở các huyện Đắk Lây, Sa Thầy, Kon Plong, Đắk Hà. Nhưng phần lớn chưa thu hút được người dân đến ở. Dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đắk Plong, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum từng được báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh có nhiều tồn tại, như dự án đã kết thúc nhưng số hộ di dân lên khu tái định cư chưa đạt mục tiêu đề ra. Quỹ đất sản xuất tại khu tái định cư không đảm bảo. Trung bình mỗi hộ lên khu tái định cư chỉ nhận được khoảng 33% đất sản xuất so với mục tiêu dự án được duyệt. Có 42 trên 126 hộ lên khu tái định cư canh tác, rồi quay lại làng cũ sinh sống. Mới đây, khi trở lại dự án trên, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng còn phát hiện có tình trạng mua bán đất sản xuất cấp cho người dân thuộc diện tái định cư. Theo ông A Điêu, thôn phó thôn Ba Trang, xã Đắk Long cho biết, người dân mua bán bằng giấy viết tay. Người bán là các hộ thuộc diện di dời lên khu tái định cư nhưng chưa lên ở, còn người mua là người trong thôn hoặc xã. Đất được bán với giá rẻ bèo, có hộ bán 400 cây cà phê với giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Sự việc được ông báo lên xã. Ông Trần Ngọc Trực, bí thư đảng ủy xã Đắk Long cho biết, tình trạng trên vẫn âm thầm xảy ra. Việc này do người dân tự ý mua bán với nhau, không thông qua chính quyền, vì đất sản xuất cấp cho dân tái định cư chưa được phép mua bán. Lo sợ sau khi bán đất, người dân không có đất sản xuất nên xã đã chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn tình trạng trên, tuyệt đối không để sang nhượng đất bằng các hình thức.